Mến chào bà con mình đã quay lại với kênh của Nghiên cứu Luật Việt Nam. Thì có một bạn đặt câu hỏi về cho kênh của mình như sau. Dạ em chào anh ạ. Bạn người yêu cũ của em hiện tại đang dõi giết em. Em có sẵn tin nhắn và ghi âm ạ. Bạn còn qua chung cư canh em cả đêm để chờ em xuống và lên mạng dọa nạt, thậm chí là xúc phạm đến gia đình em. Em muốn đệ đơn kiện ạ. Không biết bên anh có nhận vụ kiện này không? Thì đối với cái tội tại điều 133 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội đe dọa giết người như sau: người nào đe dọa giết người hoặc có căn cứ làm cho người đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện và bị phạt cải tạo không giam giữ từ 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Xin bạn lưu ý ha.